Vì sao ở nhà thuê mà vẫn mua ô tô? Để có được tích lũy như ngày hôm nay, mình đã làm việc một cách cực kỳ chăm chỉ. Hành trình tích lũy tiền tỷ trước tuổi ngày 30. Hải Phạm, 32 tuổi, Hải Phòng, quản lý cấp cao của một tập đoàn nước ngoài, sở hữu mức lương cứng hiện tại hơn 4.500 USD, hơn 100 triệu Việt Nam đồng. Để đạt được con số này, Hải Phạm cho biết anh đã mất 12 năm trong nghề với nhiều đêm không ngủ. Đi từ hai bàn tay trắng cùng tấm bằng cử nhân, Hải Phạm đã phải cạnh tranh cực kỳ gay gắt và mất nhiều thời gian hơn để chứng minh được năng lực của mình. Anh cũng cho biết, dù sở hữu mức lương cứng cũng khá cao ở tuổi 30, nhưng nếu không biết chi tiêu tiết kiệm và học cách đầu tư thêm thì sẽ không có được số tài sản như hiện tại. Bây giờ, Hải Phạm đã lập gia đình, sở hữu hai miếng đất giá rẻ tầm khoảng 3 tỷ, hai chiếc xe ô tô giá bình dân, giá 1,1 tỷ và 500 triệu, thêm số tiền đầu tư khoảng 4 tỷ nữa. Tuy vậy, Hải Phạm cho biết, gia đình anh vẫn lựa chọn ở nhà thuê chứ không mua chung cư. Có nhiều lý do khiến anh đưa ra lựa chọn như vậy, nhưng lý do lớn nhất là vợ chồng anh không thích nhà chung cư nên dành tiền để có thể xây nhà đất. Mục tiêu này được anh dự định sẽ hoàn thành vào năm 35 tuổi. Khi chia sẻ về quá trình đạt được những tích lũy như hiện tại, Hải Phạm cho biết, biết nói sao nhỉ, mình nghĩ phần nhiều do may mắn. Thêm vào đó là học cách quản lý tài chính cá nhân càng sớm càng tốt. Và điều quan trọng nhất trong suốt quá trình tích lũy đó, mình luôn tiết kiệm nhiều nhất có thể. Trải qua nhiều bài học về tài chính, mình luôn quy về gốc rễ của vấn đề, tiết kiệm và đầu tư. Về phần đất, mình có chút liều khi mua miếng đầu tiên. Lúc đó là khoảng năm 2012, mình cũng có một số vốn nho nhỏ muốn khởi nghiệp nhưng lại nghĩ chưa có nhiều vốn để chừa lại đường lui cho mình. Vậy nên, mình chọn đem số tiền tích lũy đó để mua đất và vàng. Suy nghĩ lúc đó cũng là tìm kiếm loại tài sản nào có lời về lâu về dài để đầu tư. Khi đó, mình mua đất với giá khoảng 300 triệu thôi. Khoảng tầm 2 năm sau, mình mua thêm một miếng đất nữa vì thấy khả năng sinh lời rất ổn. Lúc mua miếng thứ hai, mình có vay trả góp của ngân hàng và dùng tiền lương hàng tháng để trả nợ. Thu nhập cũng ổn nên không gặp quá nhiều khó khăn. Có lẽ hên nên đầu tư đất chúng. Số vốn bỏ ra chưa đến 1 tỷ, nhưng thời điểm hiện tại hai miếng đất đã có giá hơn 3 tỷ và có kỳ vọng tăng lên trong vài năm tới. Đến năm 2015 mình có rút bớt tiền về để đầu tư thêm phụ tùng xe máy và ô tô, kiếm thêm một khoản. Tiền kiếm được, nếu có dư ra thì mình lại đem mua vàng. Cho đến khi cuộc sống dư giả hơn một chút, gia đình mình mua thêm hai chiếc ô tô, mỗi người đi một chiếc. Căn bản cũng là để phục vụ cho công việc là chính. Kiếm 100 triệu tháng nhưng vẫn chọn ở nhà thuê để tiết kiệm tiền. Để đi đến được ngày hôm nay, cuộc sống của mình và vợ cũng đã không dễ dàng gì. Nghe qua thì có lẽ mọi người sẽ cảm thấy sao mình may mắn đến vậy, đầu tư đất hai lần trúng cả hai, nhưng trong quá trình tích lũy để có tiền mua đất, mua vàng, mua xe, hai vợ chồng mình đã sống rất cần kiệm. Trước khi có được công việc và mức lương mơ ước, mình đã từng phải ở căn nhà trọ nhỏ chỉ 15 phút hai, đi chiếc xe máy đã cũ mà bố mẹ để lại, sinh hoạt cũng hết sức đơn giản, chỉ vài bộ đồ, ăn cơm nhà, chẳng mấy khi tụ tập gì. Cuộc sống cứ thế trôi qua với một mục tiêu duy nhất là kiếm tiền. Thời điểm lấy vợ, bọn mình cũng vẫn ở nhà thuê, hai vợ chồng đồng lòng đều thống nhất đi đến mục tiêu phấn đấu chục năm rồi dồn tiền xây nhà vườn. Trong công việc, mình tự thấy bản thân là người tham công tiếc việc, làm văn phòng đã đủ mệt nhưng vẫn đam mê khởi nghiệp với chiếc xưởng phụ tùng nhỏ kia. Phần lớn là vì mình sợ, nếu rời bỏ công việc trong khi xưởng chưa phát triển thì cuộc sống sau này sẽ vất vả. Thời điểm mở xưởng, một ngày mình chỉ ngủ 2 đến 3 tiếng là điều bình thường. Cứ cố gắng như thế tầm một năm, xưởng đi vào hoạt động bình thường, mình có thuê người về để quản lý hộ. Nhiều người nhìn cách mình sinh hoạt, tiêu tiền thì cứ bảo mới 30 tuổi mà sống như người già. Là tại vì mình lo xa. Tổng thu nhập hàng tháng, mình chia thành 3 khoản chính, sinh hoạt, tiết kiệm, đầu tư. Trong đó, phần tiết kiệm mình gửi ngân hàng là chủ yếu, mình chia thành 4 cuốn sổ, 3 cuốn gửi online kỳ hạn 1 năm và một sổ khoảng vài trăm triệu gửi quay vòng một tháng để cần tiền có thể rút ngay. Phần đầu tư thì như mình có chia sẻ, đất và vàng là chủ yếu, thêm một xưởng khởi nghiệp và vài mã chứng khoán. Mình đã làm những điều này được gần 10 năm, kể từ khi bắt đầu kiếm tiền là mình đã có kế hoạch cụ thể trong cách quản lý tài chính cá nhân. Nhìn lại tất cả những gì đang có, mình rút ra được một phương châm sống, luôn làm việc chăm chỉ, tiêu xài đúng nhu cầu. Không keo kiệt nhưng cũng không đua đòi với ai, bàng quang với tất cả hào nhoáng của những người xung quanh. Cứ cặm cụi làm việc, dành dụng mua đất, mua xe rồi tương lai sẽ là mục tiêu mua nhà.